Vụ áo đen Pierluigi Collina, trọng tài nữ là điểm sáng tại World Cup 2022. Trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình khi các nữ đồng nghiệp của mình được góp mặt tại World Cup 2022. Theo tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, cách đây không lâu, ba trọng tài nữ gồm Salima Mukansanga, Josimi Yamashita và Stephanie Frappach sẽ được bố trí cầm còi trong các trận đấu tại kỳ World Cup ở Qatar. Ngoài ra, ba trợ lý trọng tài nữ khác là Neil Zabek, Karen Medina, Katharine Nesbitt cũng được xác định sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Ngày hội bóng đá thế giới năm nay. Đây là điều chưa từng xảy ra tại các kỳ World Cup trước đây. Càng bất ngờ hơn khi điều này lại diễn ra trong giải đấu ở Qatar, khu vực Ả Rập, vốn cực kỳ khắt khe với nữ giới. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina nhận xét, sự hiện diện của các nữ trọng tài là điều vô cùng mới mẻ và thú vị. Đây sẽ là điểm sáng tại World Cup năm nay. Vua áo đen huyền thoại này nhắn nhủ, tôi tin các nữ trọng tài góp mặt ở giải đấu tới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các bạn phải biết rằng mình đến Qatar với tư cách là một trong những người điều khiển các trận đấu World Cup chứ không phải vì các bạn là nữ. Hưởng ứng động thái ủng hộ từ ông Pierluigi Collina, các nữ trọng tài tại kỳ World Cup sắp tới cũng bày tỏ thái độ lạc quan. Trọng tài Salima Mukansanga đến từ Rwanda cho biết, chúng tôi đến đây vì chúng tôi xứng đáng. World Cup là sự kiện mà bất cứ trọng tài nào cũng mong muốn được một lần góp mặt. Vì thế, tôi tự hào khi được FIFA giao nhiệm vụ tại giải đấu tới. Trong khi đó, trọng tài Stephanie Frappach đến từ Pháp thổ lộ, tôi hiểu được tính chất quan trọng trong mỗi trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã tích lũy, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt. Lúc này, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho World Cup 2022.